Giá bất động sản giảm nhiều ở nhánh văn phòng cho thuê, dù vậy tỷ lệ trống và không có người thuê vẫn cao. Thưa quý vị, thông tin nhiều gần nhất đến ngày 10 tháng 7, nhiều văn phòng cho thuê bình dân có giá từ 15 đến 20 đô la mỗi mét trong một tháng ở quận Tân Bình, Phú Nhuận và các khu vực rìa quận 1 như phường Đa Cao, Tân Định cho thấy giảm giá thuê từ 10 đến 20%. Hàng chục tòa nhà đang áp dụng chương trình giảm giá cho thuê văn phòng gián tiếp bằng phương án khuyến mãi thuê 2 mét vuông tặng 1 mét vuông giãn tiến độ đóng tiền, miễn phí quản lý. Nhiều tòa nhà văn phòng ở khu vực Tân Bình, Phú Nhận có tỷ lệ trống tăng lên từ 15 đến 25% trong giai đoạn 3 tháng qua. Các chủ tòa nhà phân khúc bình dân lo ngại chu kỳ giảm tốc của thị trường này có thể kéo dài. Đối với giá cho thuê văn phòng văn khúc B ở mức 25,6 đô la mỗi mét vuông trên một tháng, giảm 0,8% so với năm ngoái các chủ đầu tư văn phòng hạng B hiện tại đang đưa ra các mức giá thương lượng hấp dẫn với mục tiêu để nhanh tiến độ cho thuê các diện tích trống trong thời gian dài. Vì vậy mức giá cao hơn ở các tòa nhà có thể được điều chỉnh.